chào Hồ Tấn Tài. Đầu tiên thì bạn cho biết là cái hợp đồng của bạn với cả Tôn Lâm Việt Định nó có ý nghĩa như nào với cá nhân bạn, và lý do vì sao mà bạn trước tiên là cái hợp đồng giữa mình và Tôn Lâm Việt Định là một cái hợp đồng rất là ý nghĩa với mình, vì đây là một đội bóng quê hương mình, là một tập đoàn lớn luôn yêu thương bóng đá quê hương mình và tạo điều kiện cho mình để gắn bó lâu dài với đội. Và cái điểm hạnh phúc nhất là của mình là bởi vì đây là quê hương mà mình sẵn sàng để mình hy sinh, mình thi đấu cho quê hương và được những cái thành công tốt nhất cho quê hương, cho nên em nghĩ đó là một cái vấn đề đối với cá nhân cầu thủ nào cũng là muốn. Và đây nếu được được lâu dài với các vị lãnh đạo của tập đoàn yêu thương mình như vậy thì em rất là cảm động và quý mến cái điều đó. Mùa giải mới này thì Bình Định bổ sung rất là nhiều cầu thủ, tới 12 cầu thủ, sự đầu tư rất là nhiều. Vậy thì cá nhân Tài là một trong thủ rất quan trọng của đội, thì có phần nào áp lực không? Thật ra em cái điều đó em nghĩ là rất là vui, bởi vì những đội bóng muốn thành công đều phải cần có những con người tốt, và Bình Định em là một thời gian dài mới quay trở lại bóng đá và cần có những cái sự điều chỉnh về nhân sự như vậy, và có được rất nhiều anh em về thi đấu cùng mình, và em là một cá nhân ở trong đó được mọi người tin tưởng, thì em riêng không chỉ riêng bản thân em, nhưng mà em suy nghĩ là em sẽ cố gắng cùng với những các anh em mới về sẽ thành một khối và hòa đồng để tìm những cái thành công mới cho đội. Tại những trận đấu vừa qua của Bình Định thì có hơi trượt trượt một chút, đặc biệt trong hôm qua cũng đã thua, thì Tài cũng đã theo dõi trận đấu đó không, và cũng đã theo dõi cái chặng đường vừa qua của Bình Định không, bởi vì cái sự hòa nhập của cao thủ dường như là nó chưa được chân chu lắm. Về cái vấn đề này thì em cũng mới vừa tập trung tuyển về thì em cũng chưa biết mọi việc hay là như thế nào, mà em nghĩ cái vấn đề đó là không phải là cái vấn đề của em, bởi vì cái vấn đề đó là của huấn luyện viên và cần có những cái sự gắn kết ở trên sân, thì đó là em nghĩ về phần huấn luyện viên. Mục tiêu của em trong năm nay là gì? Mục tiêu của em trong năm nay thì trước tiên thì còn trở lại đội tuyển, trước mắt là như vậy, thì em nghĩ là trong những trận đấu sắp tới của đội tuyển thì thể hiện cho bản thân như thế nào tốt trong những kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà mình, và thứ hai khi quay trở về đội câu lạc bộ thì em nghĩ là cái sự tiến cố gắng của mình để tiến bộ cùng với các anh em là những cái thành công trong mùa giải V-League này, để trong có top 3 và hướng đến chức vô địch dành cho câu lạc bộ. Còn mục tiêu cá nhân ấy, mục tiêu tư ấy. Những cái vấn đề đó thì riêng về cầu thủ thì em một vị trí hậu vệ nữa, thì cá nhân mình đặt ra thì đảm nhiệm tốt cái vai trò của mình thi đấu trước, và còn những bàn thắng thì nó đến như thế nào thì mình nhờ vào sự may mắn. Anh muốn hỏi một chút về cái áp lực trên đội tuyển quốc gia khi mà mình đã thi đấu không thành công ở cái AFF Cup vừa qua, thì với cá nhân Tài cũng là một trong những người rất là đáng tiếc là mình không có cái kết quả tốt nhất, thì em có áp lực như thế nào? Thực ra áp lực thì một phần thì em nghĩ thì đó là một cái điều rất buồn cho đội tuyển, bởi vì mình không bảo vệ được thành công ở chức vô địch. Nhưng mà em nghĩ thì có những cái áp lực mà mình phải cần vượt qua, cũng như đội tuyển cần vượt qua để có những thất bại đó mình tiếp tục phấn đấu để hướng đến những cái thành công tiếp theo cho đội tuyển những năm tới. Ai còn có hỏi gì không? Cái 2026 của em là có ý nghĩa gì ạ? Thật ra là kéo dài đến 2026 hay là... Dạ đúng rồi, 5 năm rồi. Ok, ai còn gì?